không gian manh như thế lực hỗn mang, không phô trương như lũ orc, không kiêu ngạo như lũ Eldar. Chúng đúng nghĩa như một căn bệnh ung thư đang ăn mòn dần đế chế nhân loại. Với mỗi thế kỷ, nó lại càng tiến sâu hơn. Và chúng ta chỉ biết đến sự xuất hiện của chúng khi chúng bỏ lại những thế giới khô cằn trong sự chết chóc. Giá như có thể gọi chúng là một thảm họa thông thường, chúng còn là những thảm họa kinh tởm có tư duy và mục tiêu hoạt động ở một quy mô không thể tưởng tượng được. Những gì chúng ta có thể làm là cố gắng ngăn cản bầy quái vật sinh học này bằng chính máu thịt của anh em, con và cháu của chúng ta. Và chúng ta đã cố gắng đặt cho nỗi kinh hoàng này một cái tên để xoa dịu sự sợ hãi. Chúng ta gọi chúng là Tyranids. Nhưng nếu như chúng nhận thức được chúng ta, thì chắc chắn chúng chỉ coi chúng ta đơn giản là thức ăn mà thôi. Trong thế giới đầy tăm tối của vũ trụ thiên niên kỷ thứ 41, nơi mà chiến tranh cùng với chết chóc là thứ duy nhất tồn tại, ở một vũ trụ mà những cơn ác mộng tồi tệ nhất có thể tưởng tượng đều có thể xuất hiện. Và một trong số những cơn ác mộng đáng sợ nhất Imperium of Man, đế quốc của nhân loại phải đối mặt, là chủng loài quái vật với cái bao tử không bao giờ biết no. Và chúng đại diện cho sự nghiệt ngã của mẹ thiên nhiên, Tyranids. Mục đích tồn tại của chúng được ghi khắc bằng sự khát máu vô tận, ăn thịt và tiêu thụ tất cả mọi thứ, từ di truyền cho đến sinh khối, để phát triển và sinh sản dồi dào những thế hệ ghê tởm hơn. Mỗi sinh vật được tạo ra trong chủng loài của chúng đều được lập trình một bản năng khát máu, như một cỗ máy tử thần không thể ngăn cản. Chúng là những kẻ săn mồi cận kề đỉnh cao của chuỗi thức ăn, với mục tiêu cuối cùng là sự diệt vong tất cả, từ những vi khuẩn vô hại nhất cho đến những nền văn minh cao cấp. Trước ánh mắt kinh hoàng của Tyranids, không có nơi nào tránh được sự đe dọa của những quái vật này, chỉ còn lại cảm giác hoảng sợ và chết chóc đến tận cùng thiên hà. Về nguồn gốc, không ai biết chúng được tạo ra như thế nào. Không có sách vở nào từng ghi lại sự sinh sôi của chúng. Có người đồn đoán rằng chúng đến từ vùng không gian đen tối lạnh lẽo giữa các dãy ngân hà ngoài kia. Và điều thu hút chúng duy nhất là vì chúng đã ăn sạch mọi thứ. Một truyền thuyết khác, chúng là một sản phẩm từ lời nguyền của các Tan dành cho Necron, vì đã dám phản bội chủ nhân của họ. Cũng có người đồn đoán rằng ngoài vũ trụ xa xôi ngoài kia, chúng đã chạm trán những sinh vật khủng khiếp đã dồn chúng đến sự lựa chọn duy nhất là trốn chạy hoặc diệt vong. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng đã ở đây, ở thiên hà Milky Way. Mối liên hệ được ghi nhận đầu tiên giữa Imperium of Man và Tyranids, thực sự thì dấu ấn của chúng đã được ghi nhận vào khoảng năm 500 thiên kỷ 41 trên mặt trăng của Imgar, khoảng 200 năm trước khi hai Fleet Behemoth xâm lược. Imperium of Man đã gặp phải những biến thể đầu tiên của Gen Stealer. Ban đầu, chúng được coi là những loài Xenos thông minh hoàn toàn chưa được biết đến trước đây. Nhưng sau khi chiến tranh với hai Fleet Behemoth, con người đã phát hiện ra Gen Stealer chỉ là một trong các biến thể, một dạng sống sinh học bộ binh của Tyranids. Cuộc đụng độ chính thức trong lịch sử diễn ra giữa nhân loại và Tyranids được ghi nhận trong cuộc xâm lược chuỗi hành tinh Tyran. Và từ đó, hai Fleet Behemoth được cho là đã tiến thẳng vào trung tâm của dãy ngân hà, tiêu thụ tất cả những thứ trên con đường của chúng. Mọi thứ chỉ thật sự dừng lại trong trận Mark Ridge, bị đập tan bởi những chiến binh Space Marine quả cảm của Chapter Ultramarine. Dù thắng lợi, trận chiến đó cũng khiến cho cả Chapter được cho là thiện chiến bậc nhất của đế chế bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng, mà phải tốn đến hàng thế kỷ sau đó mới có thể phục hồi lại được. Một tổn thất bại chưa bao giờ được ghi nhận của một chapter huyền thoại như Ultramarine. Và để kỷ niệm cho giống loài này, đế chế đã đặt tên chúng với cái tên là Tyranids, vừa là sự nhục nhã, vừa là sự thương xót trước hàng tỷ sinh mạng đã hy sinh trên hành tinh Tyran. Tưởng như đã đặt dấu hết chấm hết cho bầy Xenos đáng sợ này, năm 993 thiên kỷ 41, Imperium kinh hoàng phát hiện ra một thạm đội Tyranids khác đã xuất hiện, hai Fleet Kraken. Chúng lần này không đòn đơn giản là lấy thịt đè người nữa. Thay vì tấn công bằng một lực lượng khổng lồ, chúng tách ra và phân bố hàng vô số hạm đội nhỏ hơn. Mỗi hạm đội nhỏ này sẽ tấn công lúc bình minh và rút trước hoàng hôn, để lại những hành tinh cằn cỗi chết chóc khi viện binh tới. Mọi chuyện chỉ tạm gác lại khi sự kiên cường bởi hai chapter Space Marine là Size of the Emperor và Lementor
Cái giá phải trả cho chiến thắng là quá lớn với Imperium, và sau đó nhiều hạm đội đã tách ra từ hai Fleet Kraken vẫn tàn phá sâu trong vùng không gian của Imperium, thậm chí là vươn xa tới rìa không gian của đế quốc Thau. Chỉ vài năm sau đó, năm 997 trên kỷ 41, một hai Fleet khác lớn chưa từng thấy, được gọi là hai Fleet Leviathan, đã bất ngờ xuất hiện từ bên dưới mặt phẳng thiên hà trên trục Z và tấn công từ hai điểm, cắt đứt sự chi viện giữa ngân hà. Gần đây nhất, hai Fleet Leviathan đã hoàn toàn bị hủy diệt trên bờ quê hương của Chapter Blood Angel, trước sự hợp tác của Chapter này và các Successor Chapter của họ. Cùng với đó, đó là những con quỷ từ Warp do Kabanha cầm đầu. Dù chiến thắng, nhưng cái giá phải trả đó gần như là toàn bộ sự phá hủy của Chapter Blood Angel. Trước sự thất bại này, những gì còn sót lại của hai Fleet Leviathan đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn dọc theo ngân hà của Segmentum Solar. Sau khi bị chặn lại ở Octarius, hai Fleet Leviathan không chịu lùi bước mà tiếp tục thực hiện các cuộc xâm lược vào giải ngân hà Milky Way. Không một hệ thống phòng thủ nào có thể ngăn cản sự xâm lược của Theianid, và từng cuộc tấn công của chúng lan rộng với tốc độ chóng mặt. Những đợt tấn công của chúng như những cơn bão khổng lồ, mỗi cuộc xâm nhập đều để lại những hậu quả nặng nề và những tổn thất không thể lành trong ít nhất vài thiên niên kỷ. Vậy, câu hỏi lớn nhất ở đây đặt ra là mục tiêu tồn tại của chúng là gì? Khi một đội tàu hai Fleet gặp một hành tinh con mồi, chúng không xâm lược vì mục đích chiếm đóng lãnh thổ hay là vì lòng kiêu hãnh hay trả thù. Trên thực tế, không chắc rằng Tyranid hai Mai có thể hiểu được những cái khái niệm như vậy. Vậy thì mục tiêu tồn tại của chúng là gì vậy nhỉ? Chúng xâm lược để thu hoạch những lượng sinh khối có giá trị và thỏa mãn cơn đói không ngừng nghỉ của chúng. Chúng chỉ tấn công đơn giản vì chúng luôn luôn đói mà thôi. Tyranid cần một nguồn thực phẩm vô tận, không chỉ để nuôi dưỡng các đội tàu hai Fleet mà còn phát triển những cái sinh vật mới và cái khả năng mới. Do đó, khi một đội tàu hai Fleet xâm lược một hành tinh giàu sự sống, mỗi hành động của từng sinh vật Tyranid đều tập trung vào mục tiêu duy nhất, đó là hấp thụ toàn bộ và nhanh nhất dân số hữu cơ, hệ sinh thái và tài nguyên sinh học của hành tinh đó. Với mục tiêu đó, đội tàu hai Fleet tạo ra một đội quân với mục đích rõ ràng và đánh bại tất cả những cái người bảo vệ hành tinh con mồi trước khi cắt đứt mọi phần hữu cơ và ăn thịt tận xương tủy hành tinh đó. Khoan, thế nếu chúng chỉ toàn là sinh khối và xác thịt, vậy chúng di chuyển số lượng lớn như thế nào trong vũ trụ này vậy? Hai Fleet chính là cái tên của hạm đội này. Hai là tổ, Fleet là hạm đội. Đúng vậy, hạm đội tổ ong của Tyranid cực kỳ thiện chiến. Các hạm đội Hai Fleet bao gồm hàng triệu chiếc tàu sinh học, mỗi chiếc lại phục vụ như một cái tổ khổng lồ cho các dạng sự sống khác nhau, nhiều không kể ký sinh bên trong. Những sinh vật này tiến hóa và sinh sản nhiều những cái sinh vật mà trong buồng tiến hóa và con tàu được sinh ra để phục vụ cho nhu cầu của Hi-Fleet. Trong khi những quân đoàn như Imperium hoặc Tau chiến đấu để phục vụ hoặc tự vệ, Chaos và các bộ lạc của Orc đơn giản chỉ muốn đánh nhau để thỏa mãn cơn dục vọng của bạo lực, thì các hạm đội Hi-Fleet của Tyranid bị thúc đẩy bởi ý chí của Hi-Mai. Và theo tôi nghĩ rằng Hi-Mai chỉ có mục tiêu duy nhất là chúng sẽ tạo ra càng nhiều thứ dị hợm để có thể ăn được cái thứ trước mặt mình mà thôi. Một hạm đội Hi-Fleet huy động toàn lực đủ khiến cho các hạm đội mạnh mẽ nhất của nhân loại phải kinh hoàng và sợ hãi, kể cả ngay sau khi mối đe dọa Hi-Fleet đã bị tiêu diệt. Nếu không thể diệt trừ tận gốc, sẽ không mất bao lâu nữa để một hạm đội Hi-Fleet khác tận dụng cơ hội xuất hiện xâm lược. Điều khiến loài Tyranid trở thành một mối nguy hại cho toàn giải ngân hà Milky Way nằm ở việc nó là một chủng loài với khả năng thích nghi và siêu tiến hóa, và có khả năng sản xuất, tiêu thụ và tồn trữ lâu dài các đặc điểm của các chủng tộc khác mà nó chạm trán. Chúng đã làm như vậy rất là nhiều lần trước đây rồi, và theo cái phỏng đoán ấy, thì có khi ấy, là cái hình dáng hiện tại chúng ta đang chạm trán là cái thứ hình dáng mà bọn chúng đã tiêu hóa suốt nhiều ngàn năm trước. Vậy Hive Mind là gì? Các nhà sinh học của Imperium of Man đã phân loại các hai Fleet của Tyranid thành các lực lượng riêng biệt, từng tổ chức, từng cá nhân riêng rẽ, cạnh tranh với nhau về tài nguyên. Mỗi hai Fleet đều hoàn toàn độc lập, xuất hiện và các chiến lược và các dạng sinh học khác nhau để áp đảo con mồi của mình. Tuy nhiên, sự thật còn phức tạp hơn thế rất là nhiều. Mỗi hạm đội hai Fleet chỉ là một phần của tập thể lớn hơn thôi.
Số lượng của Tyranids là cực kỳ khổng lồ, nó lớn đến cái mức mà không thể nào mà có thể đong đếm được. Một bầy Tyranids có thể che lấp được cả các ngôi sao, nhưng mỗi sinh vật lại chỉ là một tế bào trong cơ thể sống của một siêu sinh vật khổng lồ mà thôi. Mọi suy nghĩ và hành động của loài Tyranids đều được liên kết với nhau, ràng buộc tạo thành một ý thức không thể đo lường. Một thực thể vĩ đại trải dài hàng ngàn năm ánh sáng. Thực thể này được gọi là Hive Mind. Nó giữ tất cả các Tyranids trong một mối liên kết tâm linh để bầy đàn hoạt động một cách hiệu quả nhất. Ví dụ như cái việc mà cái người đứng đầu nói rằng ăn, vậy thì cái người tướng sẽ lên kế hoạch cho cái việc mà ăn thế nào được cả hành tinh này. Mỗi người tướng ở dưới hơn nữa nó sẽ nghĩ ra cách là tấn công cái địa điểm này như thế nào để cho lợi nhất. Phần lớn các cá thể Tyranids không hề có đầu óc gì. Nếu mà không có ai chỉ huy thì cái điều duy nhất mà chúng làm đó là ăn. Trừ khi là ý chí mạnh mẽ của Hive Mind xuất hiện và khiến chúng làm việc khác, nếu không chúng chỉ hoạt động theo bản năng vốn có mà thôi. Để chỉ huy những sinh vật này, các loài Tyranids và các Synapse được tạo ra như các High Tyrant hoặc Warrior xuất hiện đảm nhiệm cái vai trò là chỉ huy trên mặt trận. Nếu chúng bị giết ấy, thì Tyranids sẽ không khác gì một bầy thú hoang hoạt động theo bản năng riêng rẽ. Một trong những cái khả năng khó chịu khác của Tyranids mà chúng ta có lẽ không còn xa lạ gì nữa chắc chắn đó chính là cái khả năng Shadow in the Warp. Shadow in the Warp là một hiện tượng tâm linh được sinh ra bởi quá trình hành quân của các High Flip. Mặc dù không có bất cứ liên hệ nào với Warp, nhưng thứ thần giao cách cảm dị hợm của Hive Mind khiến cho sự liên kết giữa thực tại và Warp trở nên vô cùng khó khăn. Điều này khiến cho bất cứ sinh vật nào có khả năng kết nối với cõi Warp đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhẹ thì chóng mặt buồn nôn, nặng nề thì phát điên hoặc ảo giác. Thậm chí có những trường hợp còn bị quá tải khi cố liên lạc với Warp dẫn đến bộ não bị nổ tung. Dưới góc nhìn của các Navigator hay Astropath, họ miêu tả rằng họ cảm giác khi đối diện với cái quá trình Shadow the Warp này khiến cho họ như đang bị chết đuối ở trên cạn, hoặc có khi là loạn trí tạm thời. Nó khiến cho mọi thứ hình thức liên lạc giữa hành tinh bị ảnh hưởng gần như cắt đứt ngay lập tức. Thậm chí ngay cả các động cơ chạy bằng năng lượng Warp của các hạm đội cũng bị nhiễu loạn và di chuyển cực kỳ khó khăn. Bị nuốt chửng bởi một sức mạnh của Psychic, cả hành tinh sẽ chìm trong một sự im lặng chết chóc, không thể báo động cũng như báo cáo bất cứ thứ gì đang xảy ra ở dưới bề mặt, tạo ra cảm giác yên tĩnh và cái nỗi sợ hãi cũng như hoảng loạn của các đơn vị đồn trú trên mặt đất. Đối với các đơn vị đặc biệt như Psyker hay là các chủng tộc Psychic như Eldar, hậu quả còn nặng nề hơn ít nhất là gấp 10 lần. Đây là Shadow in the Warp và nó báo hiệu cho một cuộc xâm lược hãi hùng sắp sửa xảy ra. Chúng ta không rõ rằng liệu Shadow in the Warp được Tyranids cố tình tạo ra hay nó chỉ đơn giản là một sản phẩm phụ trong quá trình điều khiển Synapse của Hive Mind. Thời điểm Shadow in the Warp bao trùm hành tinh cũng là lúc mà hành tinh đó hoàn toàn bị cô lập khỏi hệ thống, bắt buộc cả hành tinh phải đối mặt với bầy Tyranids bằng vũ khí trên tay hoặc chết đi trong vô vọng. Các hiệu ứng mà Shadow in the Warp gây ra đối một hành tinh thông thường có thể liệt kê như: các cư dân hành tinh cảm thấy khó chịu và gặp ác mộng thường xuyên. Các Psyker và những Astropath có thể cảm nhận được Warp sẽ bị đau đầu thường xuyên, gào thét mất kiểm soát, máu chảy ra từ mắt và bất tỉnh nhân sự. 3. Nó có thể ngăn chặn hầu hết các tín hiệu ở ngoài không gian, gây khó chịu trong cái việc di chuyển trong Warp hoặc là phá vỡ các hiện tượng Psychic. Vậy nó khó chịu đến như thế, chúng ta phải chiến đấu với Tyranids như thế nào? Từ khi mà Tyranids đến với vũ trụ Warhammer 40k thì gần như là đế chế nhân loại đã vứt mẹ là những cái chiến thuật hay là những cái học thuyết chiến tranh vào trong sọt rác. Đấu với Tyranids là một trận đấu cân kèo, một trận đấu cân sức lẫn cân não về thứ được gọi là chiến tranh tiêu hao. Một là solo 1-1 đối với Tyranids cho đến khi bọn chúng không còn đủ sinh khối để tái tạo năng lượng. 2. Đó chính là câu giờ và thua. Tại sao tôi lại nói là thua? Tại vì Tyranids là một loài có khả năng thích nghi cực kỳ khủng khiếp. Bọn chúng có thể thay đổi cấu trúc quân sự, bọn chúng có thể thay đổi cấu trúc hình dạng, bọn chúng có thể thay đổi cấu trúc Hive Fleet bất cứ khi nào mà bọn chúng cảm thấy cần thiết để mà thắng trận chiến đó. Thứ mà bộ máy quan liêu của đế chế nhân loại thèm rõ rãi ra cũng không thể nào mà theo nổi. Thông thường, Tyranids thường cố gắng chinh phục các hành tinh đầu tiên thông qua việc khuất phục và xâm nhập. Tiên phong của hạm đội Hive Fleet,
săn lùng giết chết các cấp lãnh đạo cao và gây rối loạn từ trong nội bộ của chính hành tinh đó. Khi các giáo phái Zen Stealer bắt đầu phát triển đầy đủ, được hợp nhất dưới một sức mạnh psychic được gọi là Bronze Mind, sẽ phát tín hiệu đủ mạnh để truyền những hạm đội High Fleet trở thành ngọn hải đăng dẫn đường cho bảy Tyranids. Hạm đội High Fleet sẽ tiếp cận, sẽ bắn vào đầu, gieo vào hành tinh đó vô số chủng loài Tyranids. Chúng sẽ bắt đầu thay đổi khí hậu, bề mặt và hệ sinh thái của hành tinh để dễ tiêu thụ hơn. Nếu một High Fleet chiến thắng, chúng sẽ hút sạch tất cả mọi thứ, bao gồm cả không khí, nước và sinh khối của hành tinh cho đến khi nào không còn cái gì khác ngoài cục đá lạnh lẽo và vô hồn. Trên chiến trường, chiến thuật của Tyranids dựa trên ưu thế về số lượng vượt trội. Chúng sẽ cố gắng dùng chiến thuật biển người để lấp đầy kẻ thù và bọn chúng có thể thích nghi một cách khủng khiếp đối với những cái binh đoàn đặc biệt mà đế chế nhân loại hạ xuống. Bọn chúng có rất ít vũ khí tầm xa, tuy nhiên số lượng vượt trội và khả năng phối hợp chiến đấu trong tầm gần sẽ bù đắp chặt chẽ cho các cuộc chiến nếu chúng bị được chỉ huy bởi những sinh vật sai nát mạnh mẽ. Tyranids không giao lưu với bất kỳ sinh vật nào khác. Chúng không thể bị xoa dịu, đàm phán hay là đầu hàng. Không có một chút xíu hy vọng nào khi đối đầu với những kẻ thù như vậy. Với Tyranids, chỉ đơn giản là giết bọn chúng hoặc là chờ bọn chúng há đủ to để nuốt chúng ta. Và đó mới chỉ là những cái gì mở đầu của những thứ tuyệt vời về Tyranids. Số sau tôi sẽ hứa hẹn sẽ có cực kỳ nhiều thông tin thú vị hơn. Các bạn hãy chờ đón nhá. Còn bây giờ thì Hoàng đế sẽ bảo vệ tất cả chúng ta, phải không? Emperor protects peace.